Mình là Nhi, mẹ bỉm sữa. Sau khi sinh mình đã tăng gần 20 cân. Mình đã lựa chọn công nghệ giảm béo của viện thẩm mỹ Korea. Các bạn hãy chờ đón sự thay đổi của mình nhé. Vẫn là mình, Nhi đây, đã thay đổi hoàn toàn sau khi giảm được 17 cân và 26 cm vòng bụng. Mỡ thì kiểu là nó đẩy ra hai bên ý. Nhiều, bây giờ thì lại đẹp lắm rồi. Nheo lắm. Cuộc sống mình đã thay đổi rất nhiều sau khi giảm được cân. Mình đã mặc được những cái váy mà trước đây chưa bao giờ dám mặc. Giải phóng vùng xanh, bay nhanh 10 kg, siêu ưu đãi giảm béo trọn gói chỉ từ 25 triệu đồng, hỗ trợ xe đưa đón và chi phí xét nghiệm COVID-19 với toàn bộ khách hàng thực hiện lộ trình. Tập đoàn dược mỹ phẩm số 1 Hàn Quốc, Quý Đề Meditech và Viện Thẩm mỹ Korea dành tặng 100 suất giảm béo siêu ưu đãi với giá trọn gói chỉ từ 25 triệu đồng dành cho khách hàng đăng ký nhanh nhất trong tháng 10. Ngoài ra, khách hàng sẽ được tặng ngay gói trẻ hóa trắng sáng da và liệu trình tế bào tươi tỏi đen Nhật Bản giúp tăng sức đề kháng, thải độc, phòng chống ung thư. Làm đẹp với quy trình an toàn khép kín. 100% chuyên gia tại Viện Thẩm mỹ Korea được chứng nhận tiêm đủ vaccine, thực hiện dịch vụ trong môi trường vô khuẩn theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Hệ thống Viện Thẩm mỹ Korea, thương hiệu giảm béo số 1 Việt Nam. Giải phóng vùng xanh, bay nhanh 10 kg, siêu ưu đãi giảm béo trọn gói chỉ từ 25 triệu đồng cho 100 khách hàng đăng ký sớm nhất. Gọi 1900 0361 hoặc 0911 85 9999 để được tư vấn.